Sáng nay, 15 tháng 8, hỏa hoạn đã xảy ra tại một tòa homestay cao tầng nằm trên đường Phan Chu Trinh, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, khiến nhiều người mắc kẹt bên trong. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh đã kịp thời có mặt đi dập lửa, giải cứu và hướng dẫn thoát nạn 10 người bên trong ra ngoài an toàn. Hơn 9 giờ cùng ngày, khối lửa bất ngờ bùng phát tại tầng 5, căn hộ cho thuê homestay Asia, cao 6 tầng, nằm trong hẻm sâu đường Phan Chu Trinh, phường 24, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, khiến nhiều người hoảng loạn tháo chạy. Đám cháy bùng phát mạnh khiến nỗ lực chữa cháy ban đầu không thành. Lúc này, trong tòa nhà đang có nhiều người bị kẹt lại. Nhận tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Chí Minh đã điều động lực lượng đến hiện trường chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Lính cứu hỏa đã nhanh chóng dập tắt ngọn lửa, đưa được 3 nạn nhân hướng dẫn 7 người thoát nạn xuống đất an toàn. Hiện nguyên nhân và thiệt hại tài sản đang được làm rõ.